giả của cuộc phiêu lưu với của Sempol, nhà văn nổi tiếng người Anh William Boyle cho biết, bối cảnh cuốn tiểu thuyết là những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước tại ba châu lục, chủ yếu ở châu Phi. Trong đó, điệp viên 007 thực hiện nhiệm vụ một cách đơn độc. Solo sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm cuốn tiểu thuyết đầu tiên về siêu điệp viên 007 của nhà văn Fleming, nhan đề Sòng bạc Hoàng gia ra đời. Nhà văn Ian Fleming làm việc trong ngành tình báo Anh trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai. Ông đã sáng tác tổng cộng 12 tiểu thuyết và 2 quyển tập truyện ngắn về Sempol. Dựa trên những chuyện này, một loạt phim hành động với nội dung gay cấn về những cuộc phiêu lưu của siêu điệp viên 007 lần lượt được sản xuất và trình chiếu rộng rãi, thu hút sự quan tâm của người xem.